Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ sơ đồ trong Word. Đầu tiên các bạn sẽ chọn Insert và chọn Shapes. Sau đó chọn bất kỳ hình dạng nào mà bạn muốn. Các bạn sẽ tìm vị trí muốn vẽ trên trang và sau đó nhấn trái chuột và kéo để tạo ra hình. Các bạn sẽ dựa vào ý chính mà bạn muốn thể hiện trên sơ đồ và tiến hành vẽ thêm số lượng hình tương ứng bằng cách nhấn giữ phím Ctrl trên bàn phím. Đồng thời nhấn giữ trái chuột sao cho xuất hiện dấu thập. Rồi bạn tiến hành kéo thả hình ở vị trí khác. Nếu không thực hiện thao tác kéo hạ chuột để tạo hình như trên, bạn tiến hành sao chép và dán hình bằng tổ hợp Ctrl cộng C và Ctrl cộng V. Và tại format thì bạn tiến hành chỉnh style theo sở thích. Ở trong khung Shape Style sẽ có các chức năng như sau. Đầu tiên là Shape Fill là màu hình nền bên trong hình. Shape Outline là màu viền, độ dày viền, kiểu viền, nét liền, nét đứt, v.v. Shape Effects là hiệu ứng hình 3D hoặc là độ bóng. Tiếp theo là bạn sẽ tiến hành vẽ các mũi tên hoặc là đường thẳng để thể hiện sự liên kết bằng cách vào Insert, sau đó chọn Shapes. Sau đó là chọn hình mũi tên hoặc là đường thẳng. Và nếu bạn muốn chỉnh độ dày của mũi tên hay đường thẳng thì sẽ chọn Format, sau đó là chọn Shape Outline, chọn Weight, chọn độ dày mong muốn. Và để canh đều các ô với nhau thì bạn sẽ nhấn giữ Shift để chọn được nhiều ô sau đó. Sau đó sẽ chọn Format, chọn Align và chọn Align Top. Bạn tiến hành điền nội dung vào hình hộp bằng cách chọn hình thì các bạn sẽ nhấp phải chuột chọn Add Text rồi sau đó nhập chữ vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Group.